Mẹ Giang, cháu nói cái gì cơ? Không có gì ạ. Cháu bị làm sao đấy ạ? Cháu không sao. Cháu chỉ hơi choáng quá rồi ngất đi thôi. Chân cháu... Và bị trẹo khớp chân. Mấy giờ rồi cô? 2 giờ rồi. Sao? Đi rồi. Thế là cậu ấy đi mất rồi. Cháu còn chưa kịp chào tạm biệt cậu ấy. Cháu đã định nói với cậu ấy, đáng lẽ cháu không nên sĩ diện giận dỗi. Bây giờ thì không gặp được nữa rồi. Cháu còn chưa nói với cậu ấy, thực ra cháu không ghét cậu ấy. Không phải cháu không muốn gặp cậu ấy. Cháu... Vậy bây giờ cháu nói đi, vẫn còn kịp đấy. Sao ạ? Nói đi, vẫn kịp đấy. Du làm gì đấy? Sao cô lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Tôi thấy có người vì mình mà đau khổ, cho nên tôi không nỡ đi. Cậu dám trêu tôi à? Nhưng sao cậu không bay? Trễ giờ rồi. À, thật ra là tôi đã lên máy bay rồi. Nhưng mà tôi chợt nhớ ra là tôi phải đợi một người. Mà đợi mãi người đấy không đến. Thế là trễ máy bay. Cậu nói thật à? Nhưng làm sao bây giờ? Đùa thôi. Thật ra là tôi chuẩn bị bay, thì có người gọi điện đến nói là cậu bị tai nạn, cho nên tôi bỏ về đây với cậu. Thế còn chuyến bay thì sao? Để mai tính. Tính thế nào được? Mất tòi về máy bay rồi, còn cái học bổng nữa. Sao lại thế chứ? Tôi có làm gì đâu. Đầu óc minh mẫn, tứ chi lành lặn. Cái gì cũng không bằng Yêu đâu. Lần này thì Yêu hết trời rồi nhá. Trời cái gì, tôi có gì phải giấu đâu. Tôi vô tình nhận lại được điện thoại của Yêu. Đọc được những cái dòng tin nhắn Yêu lưu mà không gửi. Chí Kiệt, đừng giận tôi. Chí Kiệt, tôi nghĩ tôi không ghét cậu. Hay là ngủ ngon nhé, đồ ngốc. Tôi có tốt tượng để tặng cậu. Dừng. Thôi được rồi. Nể tình, Yêu là con gái. Và thổ lộ thì sợ xấu hổ. Cho nên tôi thổ lộ với Yêu nhé. Sau khi nhận được những tin nhắn kia, tôi thấy rằng là việc trễ máy bay cũng là một điều rất là tốt. Chỉ cần tôi biết rằng còn có chút hy vọng từ Yêu, tôi sẽ nắm lấy những hy vọng đó và không để kẻ khác nhòm ngó Yêu. Cảm động rồi à? Phở nóng hổi đi. Tôi đã bảo vẫn còn cháo của Hạnh mua. Yêu mua cái này làm gì? Cháo để lâu vỡ hết rồi, sao không ăn bằng phở của tôi được? Mà sao cô Hạnh lại nhờ Yêu vào đây? Thì cô Hạnh nói là cô ấy bận cái gì đấy. Quan trọng là tôi cũng muốn vào đây với Yêu. Để tôi bón cho Yêu nhé. Ai đây? Bố tôi mà. Yêu không nghe máy đi. Kệ ông. Yêu hủy chuyến bay đã báo cho mọi người biết chưa? Thì tôi ở đây cả Yêu tuống qua tới giờ. Mà đằng nào thì cũng biết thôi. Chắc bố Yêu lo cho Yêu lắm đấy. Thôi Yêu đi về đi, để cô Hạnh ở đây với tôi được rồi. Yêu định đuổi tôi về đấy à? Không phải đâu, tôi chỉ muốn Yêu giải quyết việc nhà ổn thỏa thôi. Làm gì có chuyện để giải quyết đâu. Đi mà, Yêu đi về đi. Nói yêu tôi đi rồi tôi về hả? Yêu muốn chết không à? Biến đi. Chưa có người yêu, chưa chết được. Yêu làm gì đấy à? Chỉ vì Yêu mà tôi mất ngủ cả đêm hôm qua. Khi nào có công chúa đến hôn, tôi mới tỉnh lại. Thôi, thôi đi về đi. Mọi người thấy thế lại tưởng Yêu lại đây qua đêm với tôi đấy. Sao đấy? Bây giờ phải làm sao? Tại Yêu hết đấy.
Diệu! Diệu! Diệu đi rồi à? Ừ, nó không cho tôi theo. Giờ thế nào? Còn thế nào nữa, đợi nó nguôi ngoai thôi. Con này tính nó điên lắm, lại hiếu thắng nữa. Lại còn cái Giang, bao giờ ra viện phải cho một trận mới được, điên hết cả đầu. Ừ, chắc không sao đâu, mai bình tĩnh đã. Sao chăng cái gì, rõ chán. Ừ, chán. Ờ, mà chưa rồi, Phong dẫn Mai đi ăn. Ăn no rồi, nghĩ sẽ thông hơn đấy. Chả ăn uống gì cả, thôi tôi đi về đây. Nói chuyện với cậu càng điên đầu. Ừ. Tôi bỏ nó vô ăn nhé. Này, nào ăn đi. Này, nguội hết rồi hả? Không. Lại là Diệu à? Em đợi anh từ nãy, hôm nay anh bay cơ mà. Nhưng mà Giang bị tai nạn, cho nên anh ở lại. Chỉ vì thế thôi ạ. Vậy Diệu nghĩ còn việc gì khác nữa? Em nhưng anh làm như thế có đáng không? Đáng hay không là chuyện của anh. Anh nghĩ chuyện tình cảm là chuyện cá nhân của mỗi người. Em có quyền thích anh thì anh cũng có quyền thích Giang. Anh không muốn em vì tình bạn mà làm Giang khó xử đâu nhá. Nó nói như thế với anh à? Anh là người không thích nghe những gì người khác nói, mà chỉ tin vào những gì mình thấy thôi. Chúng ta đều còn trẻ. Em không muốn sau này anh phải hối hận vì những gì mình làm ngày hôm nay, vì tình yêu mà từ bỏ cả tương lai của mình. Hơn ai hết, anh mới là người biết mình cần phải làm gì. Anh tôn trọng em, anh coi em như một người bạn. Nhưng nếu em cư xử với anh không như một người bạn thì anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Xin lỗi, anh hơi mệt.